Hello bạn nhé, chào Nguyên Sĩ, chào Hưng Nguyễn nhé, hello Hoàng Khang, chào bạn Trung Trần nhé, chào Tâm Sơn này, hello Quang Đại nhé. Rồi, như đã hứa với anh em, hôm nay mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng một cái ác. Và cái ác này nó chỉ còn một chút xíu xíu nữa thôi. Như cái tiêu đề ấy, gần 1 triệu mốt máu. Thì tí nữa sẽ đi vào cụ thể sau, nhưng mà mình muốn cho các bạn thử xem là đi tống kim cái ác này thì như thế nào. Đấy. À, để mình cho cái âm thanh nó nhỏ một chút xíu. Nó đang hơi bị to. Sau khi tống kim xong thì sẽ review chi tiết cho anh em nhé. À, trong cái thời gian này thì sẽ cho anh em xem cái bộ pet trước đi. Bộ pet này. Đấy, mình muốn cho anh em xem cái bộ pet. À, có thể là cậu ấy đang cất hết sang cái ắc Nga mi của cậu rồi. Đấy, cái Nga mi cũng rất là khủng. Chỉ để một con này thôi, nó đang khóa. Đây là con 5k duy nhất ở server này thì phải. Đây, cho các bạn chiêm ngưỡng. Con Bedford là ngoại hình huyền kích kim ca, tư chất 5k. Đấy, các bạn nhìn cái độ đẹp con này, độ độc con này. Server này có một con cóc. Và hình như huyền kích kim ca cũng chỉ có một con thôi. Đấy, mấy con cáp đại bá hoặc là những cổ kỳ hồn hoặc là băng yêu thì nó gọi là hàng đại trà rồi, nhưng con huyền kích kim cang này thì khác nhé. Đấy, bạn nhìn này đẹp chưa? À, thử ấn F12 đi nhá, cho nghiêng như này. Ui, chiến thần huyền kích, con này là huyền kích kim cang đấy, không phải huyền minh thần tướng đâu nhá. Rồi. À, sơ qua tí nữa đi vào chi tiết sau nhé các bạn. Sơ qua một chút xíu đã. Nhìn qua cái số lượng máu này. Đấy, các bạn nhìn này. 1 0 8 8 9 5 2. Cái chỗ này ấy, thì nếu như các bạn để ý một chút, chúng ta có thể bồi thêm một cái lát nấu nướng thể lực 80 điểm và bồi thêm một cái dược phái nữa thì gần như là sẽ lên được 1 triệu mốt máu. Đấy là điều chắc chắn. Còn tí nữa đi tống kim sau thì anh em sẽ xong tống kim thì anh em sẽ chiêm ngưỡng chi tiết cái app này sau. Rồi từ dương, à dương không có mật khẩu dương, không có mật khẩu dương thì xem đồ với người thôi. Thì có à, tí tí mình thì hỏi từ mật khẩu dương xem sao. Nhá, thì các bạn chiêm ngưỡng sau. Tại vì bây giờ còn 5 phút nữa thôi tống kim nên là thời gian review không đủ. Còn 5 phút nữa tống kim rồi. Đấy. Nhìn sơ qua các bạn nhìn thấy choáng không? Đấy, 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 6 trùng một mã đang sinh, bá vương lệnh, nhá hàng thì bá vương lệnh trước nha. Đấy, nhìn thấy chất, chất chơi chưa? Hàng nó phải như thế này chứ anh em ơi, cho khỏi thôi. Rồi, tí nữa sẽ cụ thể sau nhá, tí nữa cụ thể sau xem một vài cao thủ ở đây xem nào. Bé Thi này. Đấy. Idol bé Thi. Huyền công Mộ Dung à. Mộ Dung này khó chịu lắm đấy. Lắc này thì không có chuẩn bị sẵn ở đây là lắc kháng tấn công hoặc lắc kháng ma tí mình xem nào. Đây có chế rồi nhưng mà học chế rồi nhưng mà chưa có ở đây tấn công này. Đây là lắc kháng ma tí này. Tản công này như là xoã nộ của tiêu dao ấy, hoặc là cái này là như cái thất tinh tụ thủ ấy. Đấy, ma tí này thì nó không kháng được ma tí ở trùng, chứ nó không kháng được ma tí ở thất tinh tụ thủ ấy. Rồi, họ nghe nhá anh em đi tổng kim phát ra nào. Con huyền kích này mình đánh giá cao, con huyền kích đẹp đẹp mà nó độc nhưng mà không mua được đồ thức ăn như này. Ôi không sao, dù sao là cũng làm cảnh thôi, vét nó nhanh chết, vét vào tổng kim nó cũng nhanh chèo, bên này toàn boss này. Lâu lâu không thấy để xem là cỡ Nhật Trung mình chết em o đâu. Tin túc túc 119 không biết giờ đổi tên chưa. Gia Huy, Thế Lâm này, bánh chưng này là
thì không biết là trong những nhân vật này có phải Nhật Trung đồ đổi tên hay không, nên là cũng không rõ lắm. Xem nào, 110. 110 thì không có ai, là toàn 119. Phái mộ Đường Môn thế nào? Hãy ra Đường Môn Tùng Xèo Đế Quân này. Cũng có một vài hào thủ đấy, xem nào ra. Thiên Long xem nào. Đấy, Thiên Long nhiều này. Phải Nga Mi chắc nhiều đất. Chà. À chào, hello bạn nhé. À, ủng hộ một like và chia sẻ cho anh em, chào đúng kia nhá. Ờ, test like, ok. Ờ, chào Tí Lê. Hoa Nguyễn, hello, già Nga Pháo, hello nhá. Chào Quyết Vũ này, sĩ Nguyễn. Con ở của một tầng 9 nó cũng tương tự như vậy. Nó không lại hình giống nhau nhưng mà tên gọi nó khác thôi. Còn đây nó là nguyên kim cương này. Đấy, tên của nó này. Nó giống như con bàn cổ chí linh hoặc là con hỏa diễm yêu ma ấy. Mặc dù nó cùng ngoại hình nhưng mà nó là hai con khác nhau. Có thể là anh em sinh đôi cùng khác cha khác ông nội. Đấy, kiểu như vậy. À, hello Lập Tấn nhé. À, những bạn nào bảo soi độc công thì xin thưa các bạn là cái game này ấy, tất cả mọi người đều slot như nhau, đeo càng nhiều trùng thì độc công càng giảm, nên là nó ở đây nó có 6k0 thôi, nên việc đa mắc này nó rất là cùi nhưng mà bù lại là nó trâu. À, chia sẻ với các bạn rất nhiều về trùng và đồ chế rồi mà, độc công này có 6k thôi, tại vì nó không có chân nguyên, nó bù làm sao được cho các bạn đâu. Mỗi server nó có, nó tuân theo một cái luật chơi nhất định. Các server các bạn có chân nguyên nó khác, server các bạn có thần mộc nó khác, server các bạn có tinh thông nó khác, server các bạn có cái con ấy, nó khác, server các bạn có kinh mạch thì loại khác. Nhưng bên này ấy, nó chỉ có ngọc thôi, ngọc đồ và trùng. Mà vâng lệnh thì đương nhiên là cần thêm slot ngọc thôi, chả khác bao nhiêu cả. Còn cái chỉ số thuộc tính thì gần như thằng nào nó fix cố định rồi, thằng nào chả như nhau. Ôn 7, Long Văn 80, Võ Hồn toàn Mỹ. Cấp 3, cấp 4 thì nó nhỉnh nhau một tí rồi. Còn rồi là nó khác nhau ở vài cái điểm ở Bá Vương Lệnh nữa thôi. Bá Vương Lệnh thì nó lên nhờ, chủ yếu nhờ Bảo Châu, chứ còn cái sao thì nó chỉ lên máu này. Thằng nào mà lấy giảm kháng thì nó khác thì giảm kháng thôi, và nó chả khác nhau nhiều. À, bí tích ăn này nhá, bí tích ăn này thì 999 và 71. Rồi tí nữa tìm hiểu sau nhá, bây giờ quánh đầu kim phát ạ. Đến giờ rồi. Các bạn chơi server này thì các bạn mới hiểu được nó như thế nào. Chứ còn bảo ôi giờ đeo phun trùng và đam nó yếu thế. Đương nhiên nó yếu rồi. Mất hết vô thuộc tính ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây mất hết thuộc tính rồi thì đâu thì nó chả yếu, nhưng mà bù lại thì nó có hiệu ứng. Còn những cái server có chân nguyên ấy thì những cái mà ở đồ đấy thì chân nguyên nó bù vào cho thì nó vẫn là to. Rồi, bắt đầu tổng kim thôi.